Và các bạn biết gì không? Nó không khác gì kiểu một bát nước phở với hành. Hey, yo, chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Invivo của mình. Nhân danh là một nữ travel YouTuber sweet đình đám ở miền Bắc thì mình sẽ chia sẻ với các bạn bí quyết để có một chuyến đi Sapa suôn sẻ. Từ phương tiện di chuyển như thế nào, ăn gì, ở đâu, chơi gì, chi phí tất cả hết bao nhiêu và một số điểm đáng lưu ý khác. Mình tin là những cái điều mình sắp chia sẻ sau đây thì sẽ hữu ích với những bạn nào mà đang có ý định đi Sapa và sắp tới sẽ đi Sapa nhé. Về phương tiện di chuyển sẽ có 3 cách để các bạn có thể đi đến Sapa. Có thể đi tàu hỏa này, có thể đi ô tô này và có thể đi xe máy này. Mình sẽ nói chi tiết về từng cái để cho các bạn có thể lựa chọn cái nào phù hợp nhất. Đầu tiên, nếu mà đi bằng tàu hỏa thì các bạn sẽ di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Lào Cai khoảng tầm 8 đến 9 tiếng. Nếu các bạn đi từ 21 giờ tối hôm trước thì đến khoảng tầm 5 giờ sáng hôm sau sẽ đến thành phố Lào Cai. Sau đó bắt một chuyến xe buýt từ thành phố Lào Cai đến Sapa khoảng 50.000 gì đấy. Đối với giá vé thì sẽ theo các hãng toa tàu khác nhau ấy. Thì nếu mà các bạn ngồi ghế mềm điều hòa sẽ hết khoảng tầm 150 đến 200.000. Còn nếu mà các bạn lựa chọn những cái khoang cao cấp hơn sẽ rơi vào khoảng tầm từ 380 cho đến 680.000. Thứ hai là đi bằng ô tô, cái này mình thấy nhiều người lựa chọn hơn. Nếu đi từ Hà Nội đến Sapa thì sẽ có khá nhiều loại xe như là Interbus Line này, Hải Vân này. Mình thì mình recommend với các bạn là đi bằng Interbus Line tại vì là có rất là nhiều loại xe cho các bạn lựa chọn, từ giường đơn này, giường đôi này cho đến cabin này. Với 4 lần đi Sapa thì mình có 3 lần mình đi bằng xe Interbus Line và mình thì đã thử tất cả các loại giường nằm và mình thấy khá là ok. Trên xe chỉ có cả wifi free cho các bạn dùng này và có cả ổ sạc điện thoại. Đối với giá xe thì các xe đều không chênh nhau quá nhiều. Đối với giường đơn thì sẽ khoảng tầm 225.000 đến 250 một vé một chiều và khứ hồi sẽ khoảng tầm 500. Còn đối với cabin dành cho hai người nha thì lại sẽ là 680.000, chia ra thì sẽ rơi vào khoảng tầm 340 một vé một người. Nhưng mà được cái nhá, cabin thì cực kỳ là phù hợp với những cặp đôi. Thứ ba là đi bằng xe máy. Mình thì mình không khuyến khích đi bằng cái hình thức này tại vì khoảng cách từ Hà Nội đến Sapa khá là xa và đi thì sẽ rất là mệt ý. Nhưng mà nếu mà bạn nào chắc tay lái, khỏe thì có thể đi bằng xe máy và sau đó sẽ quay về đây, quay về trước video này và để lại cái bình luận cảm xúc của các bạn sau cái hành trình di chuyển bằng xe máy từ Hà Nội đến Sapa như thế nào nhé. Và sau khi đến Sapa rồi thì chúng mình sẽ đi bằng gì tiếp theo? Quanh thị trấn Sapa thì các bạn có thể đi bộ được tại vì mình thấy là thị trấn Sapa cũng không quá rộng. Tuy nhiên thì có một điều là đường Sapa khá là dốc đấy nên là cũng hơi mệt. Trừ ven hồ Sapa khá là bằng phẳng, mọi người hay đi bộ tập thể dục ở đấy thì còn lại đều hơi kiểu đi kiểu dốc lên ý. Một loại hình phương tiện di chuyển khá là độc đáo ở Sapa đó chính là xe điện các bạn ạ. Với một chiếc xe điện như thế này thì có thể chở từ 5 cho đến 10 người. Và mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn đi đông người thì nên lựa chọn hình thức này. Tại vì là hôm đấy bọn mình đi có 3 người thôi và di chuyển bằng xe điện, khoảng cách cũng không xa mà hết tận 50.000. Trong khi đó nếu mà mình đi taxi chỉ hết khoảng tầm 20 đến 30.000 thôi. Và taxi thì là một loại hình cực kỳ phổ biến ở Sapa. Các bạn có thể thấy một chiếc taxi ở bất cứ đâu quanh thị trấn Sapa. Chi phí đi taxi thì cũng khá là rẻ thôi tại vì là thị trấn cũng không to quá mà. Chỉ là tại vì là đi bộ thì sẽ dốc mệt nên mọi người hãy lựa chọn đi taxi. Đối với bạn nào thích thăm thú nhiều như mình ý, thì mình nghĩ xe máy sẽ là phương tiện phù hợp. Các bạn có thể đi quanh thị trấn này, có thể đi xuống Tả Vao này, có thể đi Tả Phìn này. Với những khoảng cách nó xa hơn một chút thì mình đi xe máy là hợp lý nhỉ. Chứ đi taxi thì cũng đi xa cũng hơi tốn đấy. Và mình có quen một ông anh ở trên Sapa có cho thuê xe máy với giá siêu mềm, lại còn siêu có tâm nữa. Mình đã nói trong cái video lần trước. Gửi trả xe máy cho anh Linh. Uầy, siêu có tâm các bạn ạ. Trước khi đi anh đã đổ đầy xăng cho mình và anh giao đến cho mình đúng cái chỗ bọn mình xuống xe ở quán thằng ở quán gì nhỉ? À cuốn sủi ông Hà. Đấy. Anh mang xe đến tận nơi cho bọn mình đổ đầy xăng luôn. Bọn mình không phải tìm chỗ để đổ xăng nữa. Mình sẽ để thông tin thuê xe máy, số điện thoại liên hệ ở phía dưới phần mô tả nhé. Tất cả những cái gì mình nói trong cái video này thì mình sẽ để trong cái phần mô tả. Nên là sau khi xem xong video thì hãy kéo xuống đọc mô tả để biết rõ hơn về những cái số điện thoại liên hệ, về chỗ ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi nhá. À, các bạn có thể đọc bát Yến Vivu nhá. Biết đâu nhận được giảm giá thì sao? Thứ hai, đến Sapa rồi thì ở đâu? Nếu như bạn nào đã từng tìm hiểu, chắc các bạn cũng đã nghe nói đến việc Sapa bị đô thị hóa.
Thì tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc là sẽ không thể thiếu chỗ ngủ cho các bạn được. Từ homestay, hotel, resort 1, 2, 3, 4, 5 sao đều có cả. Sapa như một siêu thị khách sạn cho các bạn tha hồ thoải mái lựa chọn luôn. Và đình đám nhất ở Sapa đó chính là khách sạn De La Couple. Và nó là một mặt sau của tòa nhà Sun Plaza. Bước vào đây thì các bạn như bước vào một cái thế giới khác. Trời ơi, phong cách châu Âu cực kỳ là sang chảnh. Và nó thì không hề hợp với một đứa trước mặt các bạn đây. Mình thì quen ở homestay hơn, thế nên là mình sẽ recommend cho các bạn một cái homestay cực kỳ xinh. Mình đã có đề cập đến trong cái video trước rồi. Đó chính là homestay Sapa Yango. Bạn nào muốn xem chi tiết hơn thì có thể quay lại cái video trước và mình sẽ để link ở trên đây nhá. Ngoài ra sẽ có rất nhiều các khách sạn khác nhau, các hạng phòng khác nhau với đủ mọi loại giá cho các bạn có thể lựa chọn nhé. Một cái kinh nghiệm đi tìm phòng của mình đó là lên booking.com này, Agoda này hoặc là Luxstay để xem giá phòng và xem các tiện ích của khách sạn. Rồi sau đó so sánh xem là đặt ở đâu sẽ rẻ hơn hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp cho homestay đấy. Số điện thoại thì mình nghĩ là ở trên các fanpage trên Facebook của homestay thì đều có, các bạn có thể tìm kiếm trên đó. Ăn gì đây? Trời ơi! Trước giờ thì mình không có ấn tượng tốt đối với đồ ăn ở Sapa. Tại vì trong cái lần thứ hai mình đi ấy, bọn mình có gọi mỗi đứa một bát phở bò các bạn ạ. Và các bạn biết gì không? Nó không khác gì kiểu một bát nước phở với hành. Mình chả thấy thịt bò đâu cả. Và nó như kiểu vụn bò thôi ấy, mà tận 50.000 á. Và thế xong rồi bọn mình đã quyết định là đi vào cửa hàng tạp hóa và mua mỗi đứa một ly mì Hảo Hảo với giá 8.000 để ăn còn ngon hơn. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, tại vì mình chưa thực sự khám phá ẩm thực của Sapa. Có thể là do mình nghèo. Mình hỏi một số người quen, bạn bè của mình từng đi Sapa thì họ bảo là ăn các suất ăn khoảng tầm từ 150 cho đến 200.000 trở lên thì rất là ok. Và một số món ăn cực kỳ phổ biến ở Sapa đó chính là lẩu cá tầm này, cá hồi này và đồ nướng. Các bạn đến Sapa thì nhất định là phải thử những món đấy nhá. Và một cái món ăn mà mình ấn tượng cực kỳ tốt đó chính là món cốn sủi ông Há ở 468 Điện Biên Phủ. Lần nào đi Sapa thì mình cũng phải đều ghé qua đấy ăn các bạn ạ. Thứ nhất là vì nó khá là ngon này, và thứ hai là nó cũng rẻ nữa, có 40.000 một bát thôi, ăn rất là ok. Ngoài ra ở các homestay và khách sạn các bạn ở ấy, thì buổi sáng họ thường sẽ có buffet sáng free. Free tội gì không ăn nhở, có khi còn ngon gấp vạn lần bên ngoài đấy. Trong các vlog trước thì mình đã có chia sẻ với các bạn rồi đấy, là chúng mình có thể đi Fansipan chơi này. Đi Cát Cát này. Đi Hàn Rồng này, đi Bản Tả Van, Tả Phìn, Sapa Swing, đi Sapa Story hoặc là đi các quán cà phê ở Sapa cũng đều rất là đẹp. Tùy thuộc vào thời gian các bạn đi dài ngày hay ngắn ngày mà hãy cân đối lịch trình các điểm đến cho phù hợp nhé. Mà bạn nào mà không biết sắp xếp như thế nào ý, thì có thể comment xuống dưới đây và Yến sẽ là người trực tiếp tư vấn cho các bạn về lịch trình tham quan Sapa, có thể là 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm, tùy. Về cơ bản thì Yến đã nói những cái điều cần thiết cho một chuyến đi Sapa rồi, nhưng sau đây sẽ là một số điểm đáng lưu ý cho chuyến đi Sapa. Sapa nằm ở vùng núi phía Bắc nên thời tiết nắng mưa khá là thất thường. Nắng thì thôi rồi, tại vì là ở vùng núi cao thì khá là gần với mặt trời ấy. Mình đã từng chứng kiến những người Tây khi đi đến Việt Nam thì tại vì thời tiết quá nóng, gần mặt trời nhiều tia cực tím nên là cái da của họ bị bỏng nắng ấy, đỏ rồi với cả lên. Bây giờ thì bọn mình đang đi xuống vườn mận và thời tiết Sapa lúc này khá là nắng các bạn ạ. Mình không mang theo nón, không mang theo ô. Đấy là một cái điểm mà các bạn đáng lưu ý nhá, là nắng Sapa rất gắt nên là phải bôi kem chống nắng này và cố gắng là mang theo ô đi nữa nhá. Nên các bạn lưu ý nhá, hãy nhớ mang kem chống nắng đi này và hạn chế tối đa khi ra ngoài đường Sapa vào 12 giờ trưa. Và mưa ở Sapa thì cũng cực kỳ thoáng chốc, vừa đang rất là nắng đùng cái lại mưa như kiểu thời tiết Sài Gòn ấy. Nên là các bạn hãy
chuẩn bị cho mình một chiếc ô nhá. Ở Sapa thì bán rất nhiều, các bạn có thể mua ô trong này, nhưng mà tại vì ô trong thì sẽ không che được nắng ấy, nên mình nghĩ là các bạn nên mua một cái ô mà vừa che được nắng này, vừa che được mưa này. Buổi đêm ở Sapa thì khá là lạnh, nhưng mà mình thì không đi ra ngoài vào buổi đêm, mình chỉ ở trong phòng thôi, nên là mình cũng sẽ không cần phải mang quá nhiều áo dày nếu đi vào mùa hè. Còn mùa đông thì chắc chắn là mình sẽ có áo phao mang theo rồi, nên là cái vấn đề mà lạnh thời tiết bên ngoài không đáng lo đối với nếu các bạn đi mùa đông. Tại sao lại phải cần lưu ý đối với trẻ em Sapa, nhất là trẻ em người Mông? Các bạn mà đi Sapa thì sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những em bé Sapa điệu những đứa em nhỏ hơn ở trên vai, và chúng nó sẽ đi quanh thị trấn chào hàng, bán những cái món đồ lưu niệm này. Cứ im lặng. Bài học marketing đấy, xem ai là người chiến thắng. Ai là người chiến thắng? Nhưng mà chưa có tiền thì mua được gì đây? Học cách từ chối. Thế anh chưa đọc lời từ chối hoàn hảo rồi. Chú rất muốn mua nhưng bây giờ chú không đủ tiền. Bây giờ cô chú chỉ còn đủ tiền để uống hai cốc trà đá thôi. Nếu mà cô chú mà có tiền ý, cô chú đã vào quán cà phê rồi. Con tìm nhầm đối tượng rồi. Anh Long là một người quen ở trên Sapa của Yến có chia sẻ là nếu mà các bạn mua đồ cho bọn trẻ, khi chúng nó cầm tiền về cho bố mẹ thì ngày hôm sau bố mẹ lại bắt chúng nó đi bán hàng như thế tiếp. Và bọn trẻ phải bán hàng, bán đến tận khuya, thậm chí là đến lúc mà mình đi về để ngủ, để ngày hôm sau đi chơi tiếp thì chúng nó vẫn còn lang thang quanh thị trấn. Còn các bạn đang hỏi là liệu mà chúng mình không mua cho chúng nó rồi chúng nó không cầm tiền về thì có bị bố mẹ đánh không? Thì anh Long có bảo là không. Mình cũng hy vọng là như thế. Vậy nên nếu mà có những đứa trẻ nào đi lẽo đẽo theo các bạn quanh thị trấn ý, thì đừng mua hàng. Thay vào đó các bạn có thể mua đồ ăn cho chúng nó cũng được. Ok, đã xong xuôi về phương tiện di chuyển này, ăn gì, ở đâu rồi, chơi gì rồi, một số lưu ý rồi. Và sau đây thì chúng mình sẽ phải quyết toán cái danh sách chi phí để xem là chúng mình cần phải mang bao nhiêu tiền để đi Sapa chơi cho hợp lý. Bây giờ thì các bạn hãy cùng với mình lên cái danh sách chi phí cho một chuyến đi Sapa 3 ngày 2 đêm nhé. Phương tiện di chuyển từ Hà Nội đến Sapa sẽ rơi vào khoảng 450.000 cho vé khứ hồi. Đi lại ở Sapa có thể thuê taxi hoặc là đi xe điện hoặc là thuê xe máy, xăng xe sẽ rơi vào khoảng tầm 200.000 một người. Về ăn uống thì 3 ngày, 3 bữa sáng mình có thể ăn buffet free ở homestay hoặc là mình mua đồ ăn bên ngoài, thì ăn sáng rẻ rẻ thôi, ăn khoảng tầm 30.000 một suất. Thôi mình cứ cho nhiều đi là 100.000 cho 3 bữa sáng. 3 bữa trưa để đảm bảo chất lượng thì sẽ là 100.000 một bữa. 2 bữa tối thì 200.000 một bữa đi, thì sẽ là 400.000. Về các địa điểm vui chơi ở Sapa thì vé sẽ rơi vào khoảng từ 50.000 cho đến 100.000 đối với một địa điểm. Thì mình cứ tính là 6, nếu 3 ngày thì mình đi 6 điểm hoặc là 7 điểm, thì nhân lên sẽ khoảng tầm 300-400.000. 400.000 để giá vé vui chơi. Và nếu mà các bạn có đi Fansipan ấy thì giá vé Fansipan sẽ rơi vào khoảng từ 750-800.000 cả đi tàu hỏa và cả vé cáp treo nữa. Và ở thì sẽ rơi vào khoảng từ 200.000 một người một đêm, thì hai đêm sẽ là 400.000. Và tính lại tất tần tật thì sẽ rơi vào khoảng 3 triệu. Nên mình nghĩ là với một chuyến đi Sapa 3 ngày 2 đêm thì các bạn có thể cầm theo 3 triệu là hợp lý rồi. Và nếu mà chẳng may hết tiền giữa cuộc chơi thì các bạn có thể rút tiền ở các ATM như Agribank, Vietcombank hay BIDV nằm ở ngay trong thị trấn nha. Trên đây là tất cả những điều mà Yến muốn chia sẻ với các bạn, những cái kinh nghiệm của Yến đi Sapa trong 4 lần. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi Sapa trong tương lai thật vui vẻ, thật nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm và sẽ có thật nhiều bức ảnh đẹp để mang về nha. Nếu cảm thấy video này hữu ích ý, thì đừng quên để lại cho Yến một like video, một subscribe và một bình luận ở phía dưới nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Bye bye!